Xin chào tất cả các anh chị em, mình vừa mới mua hai cái đầu lọc tại Voi ở trên Shopee ấy. Cái đơn hàng này là của Đức Thương, số 6 tổ 10 phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Này do được free ship nên là giá là 42.500 đồng. Và mình sẽ tiến hành khui kiểm tra test thử cái sản phẩm này như thế nào nha. Đây là cái bi đựng ngon này. Này hơi kỳ, mình thấy cái bi gói có vẻ như là hơi cồng kềnh ấy. Đây anh bóc đây. À cái này nó hai hộp như kiểu hai hộp sữa các bạn ạ. Mình thấy là được đóng ngoài đôi bóng. Hộp rất là chắc chắn và dán băng dính thứ. Chắc chắn hình như là không muốn cho ai mở ra hay sao ấy. Các bạn này đóng hàng rất là hay. Mình rất là thích cái điều đóng hàng ở cái shop này. Có thể các bạn đóng nhiều, ăn nhiều kinh nghiệm nè. Rồi tôi cảm giác khi mở ra nó có mấy cái hạt rơi ra đây này. Đấy là lấy một cái tượng trưng thôi. Nó có 1, 2, 3, 4. Cái này 4 tầng lọc với một cái vặn. Không biết vậy nó có đút vào đây không nhé. Cứ kiểu xe thôi. Đây là review về sản phẩm lọc đầu voi nhé các bạn.